Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 8 đánh dấu một bước tiến mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi mà hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, chỉ sau sàn giao dịch chứng khoán New York. Và kể từ cột mốc lịch sử này thì cổ phiếu VFS của VinFast liên tục tạo nên rất nhiều bất ngờ thú vị. Từ mức giá 22 đô la Mỹ trên một cổ phiếu thì VFS liên tục tăng cao, vượt qua cả sự dự đoán của hầu hết các nhà đầu tư. Có thời điểm như là vào ngày 28 tháng 8 thì cổ phiếu đã lên đến 92 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa của hãng xe điện VinFast ở mức là 191 tỷ đô la Mỹ, bám sát vị trí thứ hai của gã khổng lồ Toyota và sau Tesla, bỏ xa hàng loạt các xe tên tuổi lớn như là Mercedes-Benz hay là BMW. Trên bảng xếp hạng của Forbes thì tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên tới 66 tỷ đô la Mỹ, vươn lên vị trí thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng chỉ sau một đêm khi mà giá cổ phiếu VFS quay đầu giảm mạnh hơn 40% vào ngày 29 tháng 8, thì vốn hóa thị trường của VinFast lại rớt xuống còn 107 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng do vậy cũng giảm tới 27 tỷ đô la Mỹ xuống còn 39 tỷ đô la Mỹ, rơi xuống vị trí thứ 30 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Vâng, thưa quý vị, sự lên xuống của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quả là rất khó đoán định. Tài sản định giá của một hãng xe hay là một tỷ phú qua cổ phiếu cũng rất ảo. Tuy vậy thì sự thành công bước đầu trên sàn chứng khoán Mỹ thực sự là niềm tự hào của VinFast khi tự tin khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Sau VinFast, hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp nối thành công này. Và để cùng nhìn lại những biến động sau 2 tuần hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin bước lên sàn quốc tế, thì ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Trần Phục, chuyên gia về chứng khoán, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Asfin Việt Nam. Lần đầu tiên thì cảm ơn ông đã đồng ý lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Khi mà đạt mức giá cao kỷ lục là tới 92 đô la Mỹ trên một cổ phiếu thì tổng giá trị vốn hóa thị trường của hãng xe điện VinFast là đạt mức 191,23 tỷ đô la Mỹ và lọt vị trí top 3 nhà sản xuất ô tô có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau hai ông lớn là Toyota và Tesla. Ở trong lĩnh vực xe điện thì khi đó giá trị vốn hóa của VinFast chỉ còn xếp sau mỗi Tesla của Elon Musk và đã cao hơn gấp 2 lần so với giá trị vốn hóa của hãng BEV của Trung Quốc. Vậy thì ông có nhận định gì về điều này ạ? Thực sự đây là một cái điều rất bất ngờ. Đầu tiên là hãng xe điện lớn nhất thế giới là BYD của Trung Quốc. Thì hãng này sản xuất ra hàng triệu chiếc xe và đang là có thị phần lớn nhất. Cũng như hãng này là một cái hãng rất nổi tiếng với kinh nghiệm rất lâu năm trong cái lĩnh vực làm pin, tức là họ nắm công nghệ lõi. Ngoài ra thì họ cũng là một cái hãng ô tô đi tiên phong hàng đầu thế giới và phủ rộng khắp Trung Quốc. Và chúng ta cũng cần phải biết thêm BYD là một cái hãng xe được tỷ phú Warren Buffett đầu tư từ năm 2008, rất nổi tiếng và hoạt động rất thành công. Bên cạnh đó thì lợi nhuận của công ty này cũng liên tục tăng trong nhiều năm qua. Thế do đó là cái việc định giá của cái hãng xe này có thương hiệu, có thị phần, rồi là có kết quả kinh doanh tốt bằng chưa đến một nửa so với VinFast là một cái điều gì đó là khá phi lý trên góc độ tài chính, tức là góc độ dựa trên định giá cổ phiếu ạ. Vậy thì ông vừa dùng từ là phi lý đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu với nhau là cái sự phi lý này nó cụ thể là nó bắt nguồn do đâu dưới cái góc nhìn của một chuyên gia về chứng khoán không ạ? Vâng, chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều các cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giá trị đâu đó chỉ độ 5.000 đến 10.000 là đâu là cùng thôi. Tuy nhiên, có những lúc các cổ phiếu đó tăng lên đến 200.000, thậm chí 300.000 hoặc cao hơn nữa. Cá biệt vừa rồi có những cái cổ phiếu lên đến gần 1 triệu đồng, trong khi định giá giá trị đâu đó chưa đến 10.000 đồng. Thì cái điều này hoàn toàn có thể xảy ra được với một cái công ty nếu mà có khối lượng lưu hành cổ phiếu bên ngoài rất nhỏ. Thế do đó là một nhóm cổ đông họ có thể điều khiển được cái giá cổ phiếu đó. Vậy thì trở lại với kỷ lục 92 đô la Mỹ trên một cổ phiếu thì vào ngày 28 tháng 8 như chúng ta biết rằng là VinFast đã lập kỷ lục khi mà giá trị cổ phiếu lên tới 92 đô la Mỹ. Chỉ sau một đêm sang ngày 29 tháng 8, cổ phiếu VFS đã giảm gần 44% và chỉ còn 46,25 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của hãng xe điện này cũng giảm tới 83 tỷ đô la Mỹ và xuống còn 107 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì ông có nhận định gì về cái sự việc là sau khi tăng cao 6 phiên liên tiếp rồi lại đột ngột giảm mạnh như là vào hôm 29 tháng 8 vừa qua, liệu là cái sự tăng giảm của cổ phiếu VFS từ VinFast nó có ảo như là một số cái nhận định từ các chuyên gia hay không ạ?
Về cơ bản chúng ta có thể thấy là ngay sau khi niêm yết thì VinFast đạt giá khoảng 35 đô. Sau đó thì hai phiên thì đâu đó giảm xuống còn 15 đô. Và tiếp đó là nối dài một cái chuỗi 6 ngày tăng lên đến 92 đô như là MC có vừa chia sẻ. Và sau đó lại giảm tiếp khoảng 40%. Thì điều này cho thấy rằng cái cổ phiếu VinFast hiện nay là được giới đầu cơ Mỹ rất là quan tâm. Và họ đang đầu cơ cái cổ phiếu này rất mạnh mẽ, chứ không phải là đây là một cái diễn biến thông thường nữa. Bởi vì như chúng ta thấy thì những cái cổ phiếu hàng đầu thế giới khác như là Apple, như là Amazon hay như là Facebook thì họ có những cái giao dịch nó rất ổn định hơn, bởi vì cái lượng lưu hành của nó nhiều. Do đó là với mỗi một cái biến động quá mạnh chẳng hạn thì ngay lập tức có những cái nhà đầu tư lớn họ sẵn sàng chốt lời ra. Hoặc là giá cổ phiếu giảm sâu một chút chẳng hạn thì ngay lập tức có rất nhiều các cái lượng tiền lớn của các quỹ sẵn sàng có thể vào mua cổ phiếu đó. Do đó là các cái cổ phiếu blue chip hàng đầu ấy thì họ có sự biến động là khá là ổn định. Tuy nhiên thì với VinFast thì lượng lưu hành quá ít. Bởi vậy cho nên là những cái giao dịch này nó không phản ánh được cái tình hình hay kết quả kinh doanh của VinFast, mà đơn giản nó phản ánh gọi là tâm lý của các nhà đầu cơ tham gia vào cái cổ phiếu này trong một thời gian ngắn vừa qua. Như chúng ta thấy thì chỉ sau một đêm, cái giá trị vốn hóa của một hãng xe hay là tài sản định giá của một tỷ phú có thể bốc hơi hàng chục tỷ đô là chuyện bình thường, như là trường hợp của VinFast. Theo dõi thị trường chứng khoán 3 năm qua thì ông có hay bắt gặp cái sự kiện này hay không? Và điểm chung của những trường hợp này là gì? Thực sự có thể nói rằng là cái việc biến động này thì cũng chỉ diễn ra đối với việc là thước đo tài sản dựa trên cổ phiếu thôi. Và cái việc này thì cũng không phải là diễn ra một cách thường xuyên và nhiều. Chỉ có một số ít các cái doanh nghiệp có diễn ra về cái trường hợp này. Ví dụ như VinFast hay một số các cái tỷ phú chúng tôi được biết là ở Mỹ hay là ở châu Âu cũng có những cái giai đoạn đó. Tài sản của họ đâu đó chỉ trong vài tháng có thể tăng lên đến gấp 2, gấp 3 lần với mấy chục tỷ đô tăng thêm. Nhưng mà sau đó thông thường những cái tài sản đó thì lại không bền vững một chút nào mà có sự biến động rất là mạnh. Còn đối với trường hợp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở VinFast thì chúng ta có thể thấy rằng là gần như là một trường hợp chưa từng có. Tức là cái mốc tài sản có thể tăng lên đến gần chục lần chỉ trong vòng có một tuần hay là trong vòng có nửa tháng. Như chúng ta đã biết trước đây thì định giá tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì có quy mô tài sản đâu đó khoảng độ 7 đến 8 tỷ đô trước khi VinFast niêm yết. Tuy nhiên sau khi niêm yết thì một thời gian chỉ nửa tháng sau đã có lúc tài sản đã lên đến hơn chục lần, tức là hơn 70 tỷ đô. Thì đây là một cái trường hợp gọi là chúng tôi chưa từng thấy ở trong cái lịch sử của thị trường chứng khoán cũng như các tỷ phú ở trên thế giới. Vâng. Như chúng ta biết thì ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup thì nắm giữ đến 2,3 tỷ cổ phần, chiếm hơn 99% tổng số cổ phiếu của VFS. Và hiện nay thì số cổ phần này chưa được giao dịch vì số cổ phần được mua bán trên sàn quá nhỏ. Vậy thì giá của VFS liệu có dễ bị ảnh hưởng bởi những cái hành vi giao dịch phi lý của các nhà đầu tư hay không? Bởi các chiến thuật trading của các nhà đầu tư sành sỏi và có xu hướng là tăng lên giảm xuống với cái mức độ biên động lớn như chúng ta đã và đang chứng kiến hay không thưa ông? Vâng, cụ thể thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup thì nắm tới 99,8% lượng cổ phiếu của cái tập đoàn này. Và như theo quy định của các sở giao dịch chứng khoán rồi các ủy ban chứng khoán thì rõ ràng rằng là các cái cổ đông lớn họ nắm giữ lượng lớn cổ phiếu thì họ không được phép giao dịch một cách tự do, mà họ muốn giao dịch thì họ phải công bố thông tin, họ phải xin phép. Thì điều đó khiến cho những cái cổ phiếu đó thì được nằm trong cái danh sách gọi là cổ phiếu hạn chế giao dịch. Còn lại những cái cổ phiếu của các cái cổ đông nhỏ lẻ khác thì lúc đó mới là những cái cổ phiếu lưu hành bên ngoài. Thì cái số lượng lưu hành bên ngoài của VinFast có khoảng 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương với chỉ 0,2%, một con số rất nhỏ. Điều này khiến cho các cái nhà đầu cơ họ rất thích những cái cổ phiếu như vậy. Bởi vì như cái thuật ngữ chuyên ngành của chúng tôi gọi là những cái cổ phiếu cung ít bo cung ấy. Thế do đó là chỉ cần một nhóm các nhà đầu tư lớn có kinh nghiệm là họ hoàn toàn có thể kiểm soát giá được của những cái cổ phiếu đó. Và những nhà đầu cơ thì họ không quan tâm nhiều đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, mà họ chỉ quan tâm rằng cái cổ phiếu đó họ có kiểm soát được không. Và cái cổ phiếu đó có cái sóng sánh lên mạnh và xuống mạnh hay không. Thì khi lên mạnh thì họ cũng kiếm tiền được bằng cách là họ long, tức là họ mua. Và khi xuống thì họ cũng kiếm tiền được bằng cách là họ có thể short hay là bán khống cái cổ phiếu đó. Ở trong chứng khoán thì chúng ta thường nói rất nhiều đến cái thuật ngữ là lướt sóng, và đặc biệt là với những cổ phiếu mà có biên độ dao động mạnh như là VFS của VinFast thì cái thuật ngữ này lại được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết. Vậy thì trên thị trường chứng khoán của Mỹ thì cái việc mà lướt sóng trong
chứng khoán, có nghĩa là đẩy giá cổ phiếu lên cao xuống thấp, nó có phần nào dễ dàng hay là khó khăn gì hơn so với thị trường tại Việt Nam không ạ? Tuy nói rằng là quy định của thị trường chứng khoán Mỹ là có những cái điều chặt chẽ nhất định. Tuy nhiên thì chặt chẽ đến đâu thì cũng chỉ gọi là kiểm soát được một phần nào đó mà thôi. Còn các cái nhà đầu cơ, các cái nhà lướt sóng thì họ lại có rất nhiều ngách để họ có thể lách luật, họ có thể giao dịch cổ phiếu. Và thị trường Mỹ là một cái thiên đường để cho những nhà đầu cơ như vậy. Chúng ta thấy rằng nếu như ở Việt Nam, ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh thì biến động giá của cổ phiếu hàng phiên thì đâu đó là chỉ có cao hơn so với 7% so với giá tham chiếu hoặc thấp hơn 7% so với giá tham chiếu. Tuy nhiên ở cái thị trường Nasdaq của Mỹ thì lại không có giới hạn về cái việc biến động. Do đó là cổ phiếu có thể tăng đến hàng chục lần, thậm chí trăm lần trong một ngày. Điều đó tạo cơ hội rất thuận lợi cho các nhà đầu cơ, những người lướt sóng chuyên nghiệp ở trên thị trường chứng khoán. Vào ngày 25 tháng 8 thì ký giả Neha Chamaria viết trên The Motley Fool rằng là VinFast Auto là gì và tại sao lại cổ phiếu lại có thể tăng được hơn 240% chỉ trong vòng 5 ngày. Cùng ngày thì nhà báo tài chính SH Days viết trên Bloomberg rằng là cổ phiếu đang tăng mạnh VinFast là một trò chơi may rủi của các nhà đầu tư như là ông vừa đề cập. Các tác giả này đều cho rằng là giá của VinFast đang rất cao so với giá trị thực. Cụ thể hơn là giá VinFast quá cao nếu định giá theo phương pháp so sánh tương quan với các doanh nghiệp tương tự cùng lĩnh vực. Họ đều cho rằng là giá của VFS sẽ giảm về mức hợp lý khi mà cổ đông lớn bán ra cổ phiếu hay phát hành thêm cổ phiếu, làm tăng số cổ phiếu được giao dịch trên thị trường lên, chứ không là để cái mức cổ phiếu giao dịch quá nhỏ như ở thời điểm hiện tại nữa. Vậy thì ở phần mình, ông nhận định như thế nào về những quan điểm này thưa ông? Thực ra là những cái quan điểm các chuyên gia này thì chúng tôi là những người trong nghề về đầu tư chứng khoán thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những cái quan điểm này. Đó là cái con số chúng tôi hay chia sẻ, đó là con số thần thánh về cái việc lưu hành bên ngoài. Tức là với mỗi một doanh nghiệp mà lưu hành mà dưới 1% chẳng hạn thì là những cái con số thần thánh đó. Thì rất dễ để có thể cho các nhà đầu cơ họ tận dụng cái cơ hội đó để đánh lên cổ phiếu hoặc là đạp xuống cổ phiếu nhằm mục đích là thu lợi từ cái việc chênh lệch giá. Thì với các chuyên gia kinh nghiệm nhiều năm như này, họ chia sẻ là cũng hoàn toàn hợp lý. Về mặt định giá thì chúng ta có thể thấy rằng VinFast hiện nay thì số lượng xe họ bán vẫn chưa được nhiều, hàng năm họ vẫn lỗ khá lớn. Thế thành ra về việc định giá, nếu mà áp dụng các cái phương pháp định giá thông thường ấy, thì cũng không thể định giá được cái cổ phiếu này. Mục tiêu chính nhất của việc niêm yết cổ phiếu VFS trên thị trường Mỹ thì đấy chính là ngoài cái việc PR quảng cáo hình ảnh thì như chúng ta biết là đấy là gọi vốn đúng không ạ, cho VinFast. Mục tiêu thứ hai là như chúng ta vừa đề cập là tạo uy tín thương hiệu cho sản phẩm xe điện VinFast để công ty có thể bán xe với số lượng nó lớn hơn hiện tại. Còn những điểm khác như là giá trị vốn hóa rồi thứ hạng tỷ phú tự hào sản phẩm Việt Nam thì nó sẽ là những yếu tố theo sau. Nhiều chuyên gia cho rằng cổ phiếu của VinFast có trụ được giá cao trên thị trường chứng khoán hay không, nó phụ thuộc chính vào số lượng xe điện của hãng được sản xuất và bán ra trong thị trường trong khoảng thời gian tới. Vậy thì ông có bình luận gì về ý kiến này ạ? Về cái quan điểm này thì tôi cũng khá là đồng tình với quan điểm này. Đối với các cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, trong ngắn hạn thì yếu tố dòng tiền, yếu tố cung cầu cổ phiếu là quyết định đến giá của cổ phiếu đó. Nhưng ở trong dài hạn, tính bằng 5 năm, 7 năm, chục năm, thì rõ ràng cái giá cổ phiếu được quyết định bởi cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thế do đó là cổ phiếu VinFast ấy, nếu có thể duy trì được giá cao chỉ kèm với cái việc là kết quả kinh doanh của VinFast trong tương lai phải rất tốt thì khi đó mới giữ được cái vị thế cũng như là cái định giá của mình trên thị trường chứng khoán. Vậy thì có nghĩa rằng là cái điều ở thời điểm hiện tại mà VinFast cần phải tập trung vẫn là cái việc là làm thế nào để có thể bán được nhiều chiếc xe điện VinFast hơn đúng không ạ? Làm thế nào để nhiều xe điện VinFast có thể xuất hiện được trên những đường phố như là của Mỹ chẳng hạn nhiều hơn? Vâng, cái yếu tố giá cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán về cơ bản là cũng góp phần lan tỏa cái thương hiệu cho VinFast rất mạnh. Tuy nhiên cái yếu tố sống còn, cốt lõi của một cái doanh nghiệp, của một công ty không cứ gì riêng là VinFast. Đó là phải cái nền tảng kinh doanh của họ, làm ra lợi nhuận, làm ra doanh thu, từ đó mang đến những cái cổ tức cho cổ đông chẳng hạn. Thì từ đó thì giá cổ phiếu mới có thể duy trì được vị thế một cách tốt và VinFast mới có thể bền vững ở trên cái thị trường này một cách lâu dài. Một số chuyên gia trước đây khi mà nói về câu chuyện của VinFast trên đất Mỹ có nhận định rằng là để mà xe của VinFast có thể lưu hành được trên đất Mỹ là một điều không hề dễ dàng, bởi vì là một số những cái quy chuẩn về mặt kỹ thuật, customer service, bảo hiểm vân vân, rất là nhiều thứ. Điều đấy có nghĩa là VinFast sẽ phải đối diện với rất nhiều những khó khăn để có thể bán được nhiều chiếc xe điện
tại cái quốc gia khó tính này. Vậy thì theo ông điều này nó có ảnh hưởng đến cái giá trị của cổ phiếu VinFast trong tương lai hay không? Thực ra là chúng ta cũng đã biết là số lượng cổ phiếu lưu hành của VinFast là tương đối thấp. Thế do đó là cái giá cổ phiếu VinFast ở trên thị trường, kể cả trong thời gian tới, nếu mà cái lượng lưu hành không tăng lên ý, thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái kết quả kinh doanh. Chỉ khi mà số lượng cổ phiếu lưu hành của VinFast ở trên thị trường lớn hơn thì lúc đó mới bị tác động rất lớn bởi cái kết quả kinh doanh. Và đúng như là MC có chia sẻ, rõ ràng rằng VinFast sẽ chịu rất nhiều các cái quy định khắt khe ở Mỹ, và các cái quy định đó khắt khe hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Đó là cần phải có các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn đáp ứng, rồi là cần phải có số lượng các cái trạm sạc đủ rộng, đủ lớn để có thể cho các cái xe đó có thể vận hành tốt, rồi là các cái chính sách liên quan đến bảo hành, rồi dịch vụ và rất nhiều các cái vấn đề khác. Từ đó cho thấy là có thể thấy là rõ ràng rằng VinFast cũng đang gặp rất nhiều các cái thử thách ở trên cái thị trường Mỹ này. Tuy nhiên, nếu mà VinFast có thể thành công ở trên thị trường Mỹ thì tôi cho rằng hoàn toàn có thể lấn sang các cái thị trường khác ở trên thế giới, hay là có thể làm chủ cái thị trường ô tô ở Việt Nam cũng vô cùng tiềm năng. Về vấn đề là làm chủ thị trường ô tô ở Việt Nam tiềm năng, thì liệu ông nghĩ rằng là khi mà giả sử chúng ta đặt giả sử là VinFast có thể đáp ứng được những cái quy chuẩn đấy đi và có thể để xe điện VinFast lưu hành trên đất Mỹ, tuy nhiên thì ở Việt Nam mọi thứ nó sẽ rất là khác, có nghĩa là Việt Nam không có quá nhiều những quy chuẩn khắt khe như ở Mỹ, nhưng cái mức thu nhập của người dân Việt Nam nó lại khác rất nhiều so với dân Mỹ, thì đấy có phải là một trong những yếu tố nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng phát triển của VinFast ở thị trường nội địa hay không? Hiện nay thì tiêu thụ ô tô ở Việt Nam vẫn tương đối thấp, mỗi năm đâu đó cũng chỉ đạt vài trăm ngàn xe, chia cho hàng chục hãng chia nhau cái thị phần đó, thế thành ra cái tiêu thụ vẫn tương đối thấp. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu của AZFIN Việt Nam chúng tôi thì thấy rằng các cái nước khi mà thu nhập bình quân đầu người từ 3.500 đô trở lên, mà hiện nay Việt Nam là thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.000 đô, thì cái tốc độ tiêu thụ xe trên đầu người sẽ tăng rất mạnh. Có thể thấy thì theo thống kê thì tiêu thụ xe bình quân đầu người ở Việt Nam hiện nay thì khoảng là 20 xe trên 1.000 người. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đạt được cái mốc tiêu thụ, mốc thu nhập trên đầu người là khoảng độ 13.000 đô trở lên, thì cái lượng tiêu thụ có thể tăng gấp 10 lần, tức là lên đến 200 xe trên 1.000 dân. Từ đó thì góp phần làm cho cái miếng bánh ô tô ở thị trường Việt Nam sẽ tăng rất là mạnh, và cái tiêu thụ ô tô ở một cái thị trường 100 triệu dân sẽ khá là lớn. Từ đó là hoàn toàn có đủ cái thị phần để cho các cái hãng xe lớn cũng như là VinFast có thể hoạt động kinh doanh và từ đó mang lại cái hiệu quả cao. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh bình luận, các mã cổ phiếu liên quan đến công nghệ dễ có cơ hội thu hút dòng tiền hơn trên sàn Nasdaq. VinFast được các chuyên gia đánh giá là hãng xe công nghệ có khoa học tiên tiến với tính ổn định và tự động hóa cao, đặc biệt phụ kiện của VinFast liên quan đến bảng điều khiển tương đối hiện đại. Ô tô điện là lĩnh vực của tương lai nên các nhà đầu tư Mỹ nhìn thấy tính khả thi cao, họ sẵn sàng mua vào đẩy giá tăng cao. Ông Thịnh chia sẻ, theo xu hướng phát triển xanh, đây là xu hướng toàn cầu trong tương lai. VinFast được thành lập vào năm 2017 và bắt đầu sản xuất xe điện vào năm 2021. Đến năm 2022 thì VinFast bán 7.080 chiếc xe điện và lỗ gộp là 519 triệu đô la Mỹ, lỗ ròng là 2,1 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2022 thì bán 8.483 chiếc và vượt quá số xe điện bán trong năm 2022. Vào quý 1 năm 2023 thì lỗ gộp là 161 triệu đô la Mỹ và lỗ ròng là 598 triệu đô la Mỹ. Tổng số lỗ lũy kế mà tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 của VinFast là khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà thực tế rằng là VinFast sẽ cần phải bán ra trong khoảng là từ 200.000 tới 250.000 xe điện một năm để có thể đạt được mức hòa vốn và có lãi ròng trong năm. Để đạt được con số đó thì nhiều chuyên gia dự đoán là VinFast sẽ cần ít nhất từ 3 tới 6 năm. Điều đó có nghĩa là sẽ phải lỗ thêm từ 6 tới 12 tỷ đô la Mỹ nữa thì mới có thể đạt được cái điểm hòa vốn. Ngoài ra thì VinFast cần thêm vốn để đầu tư vào tài sản và dự án, và tổng vốn mà gồm cả vốn cổ phần và vốn vay từ nay cho đến khi đạt điểm hòa vốn thì ít nhất là khoảng tầm 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Trong một cái kịch bản lạc quan thì VinFast có thể phát hành thêm cổ phiếu hoặc là chuyển nhượng lại cổ phiếu, mà giá cổ phiếu thì vẫn nằm ở mức là 10 tới 22 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Vậy thì khi đó chuyện gì sẽ xảy ra, và liệu VinFast có đủ vốn để tiếp tục phát triển doanh nghiệp và trụ hạng ở top những cái doanh nghiệp xe điện lớn nhất toàn cầu không?
Vâng, về câu chuyện là đây là cái điều kiện đưa ra là điều kiện nếu đạt được thì có thể thành công. Tuy nhiên thì tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện này. Thì như vậy là có thể thấy rằng năm 2023 nếu VinFast bán xe gọi là tương đối thành công thì sẽ đạt được khoảng độ 20.000 chiếc. Thì để đạt được cái mốc khoảng 200.000 đến 300.000 chiếc mới hòa vốn thì rõ ràng là một cái điều vô cùng thử thách. Bởi vì như này, chúng ta có thể thấy rằng các cái hãng xe điện hàng đầu trên thế giới, họ muốn tăng trưởng được thì họ cũng mất rất nhiều năm họ mới có thể tăng trưởng được. Chứ không chỉ mất vài năm có thể tăng trưởng gấp những chục lần cái sản lượng bán xe ra như vậy. Và bên cạnh đó, chúng ta cần phải chú ý rằng khi lượng bán xe tăng lên thì chúng ta cũng cần phải nâng cấp các cái dịch vụ rồi rất nhiều các cái vấn đề liên quan nữa. Và chi phí thậm chí cũng tăng lên rất nhiều. Từ đó có thể thấy rằng cái điều kiện này nếu mà xảy ra được thì rõ ràng rằng lúc đó mới là hòa vốn chứ không phải có lợi nhuận. Thế do đó để mà duy trì được cái quy mô vốn hóa hàng trăm tỷ đô là một điều rất khó, kể cả có lãi đi chăng nữa. Còn nếu mà trường hợp mà không thành công thì rõ ràng là cái việc duy trì là không thể duy trì. Thì ở cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng rất hy vọng rằng VinFast sẽ là thành công và là một ngọn cờ đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam lấn sân sang thế giới. Tuy nhiên thì cái xác suất thì cũng không phải là quá cao. Ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy một cái thực tế rằng là cái biên độ dao động giá cổ phiếu của VinFast thì rất là thất thường. Và điều này có nghĩa nếu như một cái kịch bản bi quan xảy ra là cái giá cổ phiếu của VinFast nó tụt giảm mạnh thì điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng gọi vốn của VinFast trên thị trường quốc tế. Ở một cái kịch bản này thì VinFast nên làm gì thưa ông? Về cái câu chuyện là niêm yết trên thị trường chứng khoán như chúng ta đã trao đổi thường có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là để marketing, để quảng bá thương hiệu của mình. Mục đích thứ hai là để huy động vốn. Thì khi giá cổ phiếu tăng thì rõ ràng cái vấn đề quảng bá thương hiệu là rất tốt. Nhưng ngược lại nếu mà giá cổ phiếu mà giảm sâu ấy thì lại ảnh hưởng xấu đến với cái thương hiệu, đến vị thế của doanh nghiệp rất nhiều. Và cái việc huy động vốn ở đây thì chúng ta cần phải hiểu như này. Nếu huy động vốn thành công ấy thì không hẳn là giá cao thì doanh nghiệp mới huy động vốn thành công. Hoặc là giá cổ phiếu thấp có thể huy động vốn thuận lợi, mà giá cổ phiếu cần ở một mức hợp lý thì lúc đó mới có thể huy động vốn một cách thành công. Ví dụ như này, giá cổ phiếu đang là 100 đô thì rất khó có thể là bán cổ phiếu 5 đô, 10 đô. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ đông hiện tại thì họ cho rằng là không ổn. Như thế thậm chí có thể xảy ra những cái kiện cáo từ các cổ đông. Tại sao giá thị trường đang cao như thế mà lại có cái câu chuyện bán thấp như vậy? Đúng không? Hoặc là giá cổ phiếu mà thấp quá thì dĩ nhiên là không thể phát hành được với giá cao rồi. Còn cái câu chuyện mà có thể tìm được các nhà đầu tư để phát hành như thế hay không cũng là một cái câu chuyện vô cùng là phức tạp, khó khăn trong cái thời buổi hiện nay. Thứ nhất đó là lạm phát và lãi suất rất cao. Do đó cái chi phí cơ hội của đồng vốn đối với mỗi nhà đầu tư là rất lớn. Thành ra họ phải xem xét một cách rất kỹ lưỡng. Thứ hai là việc họ có thể tham gia góp vốn đối với VinFast hay không thì thông thường ấy thì các nhà đầu tư họ cũng rất thận trọng, chứ họ cũng không thể bỏ ra hàng vài tỷ đô, thậm chí chục tỷ đô để góp vốn vào một đơn vị. Và chúng tôi cũng đã làm việc với khá nhiều các cái nhà đầu tư lớn trên thế giới thì họ thường chia sẻ như này: nếu chúng tôi đầu tư mạo hiểm thì ở trường hợp VinFast nếu đầu tư vào là thuộc trường hợp đó. Thì khi đầu tư mạo hiểm thì họ thường bỏ ra một cái tỷ trọng vốn rất nhỏ của cái quỹ họ thôi, thì họ mới đầu tư là thứ nhất. Thứ hai là họ thường đầu tư tối thiểu là 3, 4 hoặc 5 cơ hội như thế, hoặc thậm chí 10 đến 20 cơ hội như thế. Họ phân vốn ra thì từ đó họ cho rằng nếu mà trong 10 cơ hội đó thì 9 cơ hội thất bại, chỉ cần một cơ hội thành công là có thể lấy lại vốn. Chính vì thế cho nên cái việc huy động vốn của VinFast hiện nay chúng tôi cho rằng là rất khó khăn. Nếu có huy động được thì cũng không kỳ vọng là huy động được quá nhiều vốn để có thể đủ quy mô vốn cho tăng trưởng và phát triển trong 5 đến 10 năm tới. Còn nếu dựa hoàn toàn vào nợ vay thì rõ ràng rất áp lực. Thì chúng ta đã biết VinFast đã phát hành trái phiếu ở Việt Nam với lợi suất lên đến 14-15%, tức là cao đâu đó gấp khoảng gần 2 lần so với lãi suất ngân hàng. Thì cũng là một cái điều cũng khá là áp lực với công ty này. Khi mà họ làm ăn còn đang lỗ mà mỗi năm vẫn phải gánh thêm khoảng độ 14-15% cái lãi suất trả cho trái chủ thì cũng rất là phức tạp. Và như MC có thể thấy, lỗ gộp của công ty này một, nhưng mà lỗ ròng lại lên đến gấp 4-5 lần. Là bởi vì cái lỗ ròng ấy là gánh một phần cái chi phí lãi vay rất lớn và chi phí vận hành nữa.
Cũng nhân sự kiện VFS sau 2 tuần niêm yết thành công và tăng phi mã, thì ông có nhận định như thế nào về cách nhìn và chiến lược phát triển kinh tế doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? Như chúng ta thấy một điều rằng là rõ ràng từ cái việc mà ông Vượng đầu tư vào việc sản xuất ô tô, rồi sau đấy là chuyển sang sản xuất xe điện, đúng không ạ? Rồi cuối cùng là bây giờ hiện tại là niêm yết được VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Từng bước đi của Vingroup đều khiến công chúng không khỏi bất ngờ, đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Liệu là cái chiến lược kinh doanh tiếp theo của ông Vượng có vẫn đi theo cái chủ trương của Vin từ trước đến bây giờ? Có nghĩa rằng là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp không? Vâng, về cơ bản thì nếu quan sát rõ tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như các cái hoạt động của tập đoàn Vingroup, chúng ta có thể thấy là tập đoàn này hoạt động rất là mạnh mẽ, quyết liệt, và họ có thể là cơ cấu ngay lập tức những cái mảng không hiệu quả, cũng như là họ sẵn sàng nhảy vào những cái mảng mới đầy thử thách, ví dụ như xe điện chẳng hạn. Thì về cơ bản là để mà đoán được cái tư duy, cái chiến lược của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong tương lai thì rõ ràng là rất là khó, rất là khó. Tuy nhiên thì về cái câu chuyện VinFast thì chúng tôi thấy rằng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đấy, vốn vào đó và rất nhiều thứ vào đó. Do đó chúng tôi cho rằng là có thể là ông ấy sẽ theo cái dự án này một cách khá lâu dài. Và nếu mà thành công được thì sẽ rất là tốt cho không những Vingroup mà tốt cho toàn bộ đất nước Việt Nam. Tuy nhiên thì nếu mà trong cái trường hợp mà khó khăn quá, ví dụ như là vốn không thể huy động được, sản lượng xe bán thì không thể đạt được cái mức yêu cầu để có thể tiến đến hòa vốn, thì khả năng thì Vingroup vẫn có thể ra các cái quyết định một cách quyết liệt như trong quá khứ họ đã từng làm với các cái dự án khác. Vâng, nhắc về cái sự quyết liệt trong những quyết định của Vingroup và cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng đang dồn rất nhiều tâm huyết vào VinFast, thì chúng ta có thể nhớ đến cái thương vụ M&A với Masan, đúng không ạ? Vingroup là một tập đoàn mà chúng ta biết rằng là khi mà đầu tư vào chỗ này không hiệu quả thì ngay lập tức, như là ông có trình bày, là cơ cấu lại và sẽ dấn thân vào một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Như là việc mà Vingroup cảm thấy lĩnh vực thực phẩm không phải là hướng đi đúng với tập đoàn này thì ngay lập tức M&A với Masan và dồn hết tâm lực để đầu tư vào VinFast. Trở lại với câu chuyện của VinFast thì đánh dấu sự kiện VinFast tạo nhiều bất ngờ sau 2 tuần trên sàn giao dịch Mỹ thì không chỉ là cơ hội huy động vốn nước ngoài, việc niêm yết trên một trong những sàn chứng khoán lớn nhất thế giới có ý nghĩa rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, và bên cạnh đó là góp phần truyền cảm hứng cho rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ sẵn sàng vươn ra biển lớn, đúng không ạ? Vâng, rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua khi VinFast niêm yết thì chúng tôi có lướt trên các cái mạng xã hội Việt Nam, có thể thấy là dâng lên một cái niềm tự hào dân tộc. Và chúng tôi thì cũng đã trao đổi với rất nhiều các startup mới khởi nghiệp, thì rõ ràng họ lấy VinFast là một cái gọi là gần như là một thần tượng, gần như là một cái mục tiêu để có họ có thể phấn đấu và phát triển một cách mạnh mẽ trong tương lai. Thì cái tinh thần khởi nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã góp phần lan tỏa đến cái giới gọi là startup Việt Nam rất nhiều. Thì đây là một cái ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ với Vingroup mà còn với cả toàn bộ cái nền kinh tế của Việt Nam. Thì đó là những cái mà rất đáng ghi nhận và rất đáng trân trọng trong cái trường hợp VinFast niêm yết. Bên cạnh đó thì việc VinFast niêm yết với được cái định giá rất cao như thế cũng tạo động lực rất lớn cho cán bộ công nhân viên của cái công ty xe điện này ở không những ở Việt Nam mà ở trên toàn cầu, để từ đó góp phần thúc đẩy họ có thêm những cái tinh thần mạnh mẽ hơn nữa để chiến đấu một cách gọi là hết mình đúng không? Để có thể là kỳ vọng có những cái thành công trong tương lai. Bên cạnh những cái góc nhìn tích cực về cái lần vươn ra biển lớn này của VinFast thì một số chuyên gia cũng cho rằng là rõ ràng ở nội tại thì đất nước ta vẫn còn rất là nhiều yếu tố có thể phát triển được, rất nhiều yếu tố mang tính chất là thế mạnh của chúng ta, như là phát triển về nông sản, về năng lượng sạch, vân vân. Tuy nhiên thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại dấn thân vào một cái lĩnh vực rất mới và khó nhằn. Bên cạnh đó, như chúng ta biết rằng là cái xu hướng phát triển toàn cầu, đúng là xe điện được xem là một cái tiềm năng rất là lớn, và mọi người cho rằng là có vẻ như là ông Vượng đang đi theo một cái hướng mà rất nhiều người, rất nhiều ông lớn trên thế giới đang đi theo. Vậy nên nó chứa đựng cơ hội có, nhưng thách thức nó cũng rất là nhiều. Về phần mình thì ông nghĩ sao về những cái quan điểm trái chiều như thế này? Vâng, thì những cái quan điểm này thì theo những góc nhìn khác nhau thì cũng đều có những cái lý của nó. Đứng trên góc độ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì theo tôi nghĩ thì rõ ràng rằng là ở Việt Nam thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm được những cái điều vô cùng lớn lao rồi. Nếu chỉ tập trung vào cái lĩnh vực bất động sản thôi thì tôi tin rằng
tập đoàn Vingroup cũng có thể nằm trong top 5 đến top 10 tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới. Và với việc Vinhome đang sở hữu khoảng độ gần 200 triệu mét vuông đất và với hàng chục, hàng trăm các cái đại đô thị mà ngay cả ở châu Âu người ta còn thấy rất là quy mô, rất là lớn, rất là hoành tráng, thì Vingroup phát triển rất mạnh mẽ, rất tốt. Tuy nhiên thì nếu chỉ phát triển ở cái lĩnh vực bất động sản thôi thì cái tầm thì cũng không thể vươn ra lớn được và cũng không thể gọi là thỏa được những cái gọi là cái trí gọi là trí tăng bồng của chủ tịch Phạm Nhật Vượng được. Thế do đó là một cái lĩnh vực mới, đầy hiện đại, đầy thách thức và có thể vươn mình ra toàn cầu. Từ đó có thể gọi là nói cho thế giới biết rằng Việt Nam cũng không hề đơn giản thôi. Thì cái lĩnh vực xe điện là một cái lĩnh vực gọi là phù hợp với những cái tiêu chí như thế. Tuy nhiên thì về việc thực hiện được những cái dự án này có thể thành công hay không thì đó lại là một cái câu chuyện khác, là một cái câu chuyện của tương lai. Vẫn là câu chuyện về việc VinFast được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn thứ hai của nước Mỹ. Xét theo vốn hóa thì Nasdaq là sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới và cũng là lớn thứ hai nước Mỹ chỉ sau sàn New York. Thì Nasdaq chia ra 3 sàn có cấp độ khác nhau theo thứ tự là từ thấp đến cao và mức độ nghiêm ngặt về tiêu chuẩn sẽ tăng dần. Tân binh của Việt Nam, VinFast, thì niêm yết trên sàn có yêu cầu nghiêm ngặt nhất là Nasdaq Global Select Market. Và sàn này thì hiện có gần 1.480 doanh nghiệp niêm yết, gồm nhiều tập đoàn lớn như là Meta Platforms, Apple, Amazon, Alphabet hay là Netflix. Trước VinFast thì một số doanh nghiệp trong nước cũng có kế hoạch lên sàn quốc tế. Sàn thương mại điện tử Tiki của Việt Nam cũng có ý tưởng này và đã thành lập pháp nhân Tiki Global tại Singapore. Tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp đã phải dừng chân trước tham vọng này như là FLC với Bamboo Airways hay là Thai Holding của Thai Space, giang dở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo ông thì đâu là những tiêu chí ngặt nghèo nhất khi mà muốn được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq và vấn đề IPO quốc tế thành công, doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có được điều này ạ? Về cơ bản thì trước tiên đó là các cái tiêu chuẩn về báo cáo tài chính. Thì đây là một trong những cái yếu tố cầu cứng và quan trọng nhất đối với việc niêm yết. Đó là chúng ta phải đưa các cái doanh nghiệp dần áp dụng các cái tiêu chuẩn báo cáo tài chính theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Đúng không? Hay là theo cái tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn. Thì từ đó thì mới có thể là có những cái tiếng nói chung về mặt tài chính để cho các nhà đầu tư có thể tham khảo. Ngoài ra thì các cái tiêu chuẩn khác như là các cái tiêu chuẩn về công bố thông tin và rất nhiều các cái vấn đề khác nữa cũng rất quan trọng. Tuy nhiên thì ở cái thị trường Nasdaq này tuy có những cái yêu cầu rất cao nhưng mà về mặt lợi nhuận, về mặt kết quả kinh doanh, rồi về mặt vốn chủ sở hữu thì lại không yêu cầu cao một chút nào. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là VinFast doanh thu thì chưa nhiều, lợi nhuận vẫn lỗ. Như vậy là lỗ lũy kế lên đến 6 tỷ đô. Rồi là vốn chủ sở hữu của họ thậm chí hết quý 1 năm 2023 còn âm lên đến khoảng độ 5 tỷ đô cơ. Thế do đó là vẫn được chấp thuận niêm yết. Thì cho thấy ở một cái góc cạnh nào đó, các cái tiêu chuẩn của Nasdaq vẫn còn chưa thực sự là khắt khe như những người ta cảm thấy như thế. Còn về cơ bản khắt khe ở đây theo tôi là khắt khe về các cái tiêu chuẩn về gọi là xây dựng cái báo cáo, rồi xây dựng các cái tiêu chuẩn tiêu chí theo hướng gọi là minh bạch rõ ràng chứ không theo hướng là hiệu quả kinh doanh. Chúng ta cần phải phân biệt được cái điều đó. Đúng không? Và đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam thì họ muốn niêm yết ở các cái sàn ở nước ngoài thì họ cần phải lưu ý những cái yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên đó là sự khác biệt về ngôn ngữ. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố phải hiểu được cái luật pháp của cái sở giao dịch chứng khoán tại nước sở tại khá là phức tạp do chúng ta quen ở Việt Nam, ở nước ngoài họ khác biệt hoàn toàn. Chính vì thế cho nên nó khá phức tạp ở chỗ đó, chứ không phải khá phức tạp về cái mặt thủ tục pháp lý. Và cái yếu tố thứ ba cần phải chú ý đó là khi niêm yết ở trên sàn quốc tế như vậy thì cái con dao hai lưỡi ở cái sàn đó mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là cái chi phí để mà niêm yết ở trên các sàn thì cũng không hề đơn giản. Bởi vì sao? Để niêm yết thì cần phải thuê tư vấn, mà các tư vấn quốc tế thì chi phí rất cao. Rồi là thuê kiểm toán, rồi là cái vấn đề là liên quan đến di chuyển đi lại, lưu trú ở các cái nước đó, rất nhiều các cái vấn đề khác nữa. Thế thành ra là khi các cái doanh nghiệp Việt Nam ấy mà có mong muốn được niêm yết thì họ cần phải cân đối những vấn đề đó, xem là liệu họ có thể thu được gì và chi phí mất như thế thì có xứng đáng để họ có thể niêm yết hay không. Và thực tế rằng là có một số doanh nghiệp ở Việt Nam đã niêm yết ở trên thị trường Mỹ
nhưng mà đều không thành công. Và sau một thời gian thì họ dần chìm xuống, bởi vì cái vấn đề họ không đáp ứng được các cái tiêu chuẩn, tiêu chí, rồi là chi phí quá cao, dẫn đến rằng là không hiệu quả trong cái hoạt động kinh doanh. Và về lâu dài như vậy là không đáp ứng được các yêu cầu và họ nên rút lui. Vừa rồi thì ông có nhắc đến một cái vấn đề, đấy là để có thể niêm yết được trên những cái sàn chứng khoán khó tính của Mỹ thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải rất là chú trọng về một yếu tố gọi là báo cáo tài chính. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nó khác khá là nhiều so với cái chuẩn mực báo cáo tài chính hiện tại ở Việt Nam, mặc dù là chúng ta đang có xu hướng dịch chuyển dần theo hướng quốc tế. Bên cạnh đó thì nó còn liên quan đến cái chuẩn mực kế toán nữa. Vậy thì ở dưới góc độ về mặt chính sách thì là một người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, thì ông thấy là cái chuẩn mực báo cáo tài chính của Việt Nam ở thời điểm hiện tại nó có những cái bất cập gì mà có thể khiến cho những cái doanh nghiệp đã quen làm việc với cái điều này sẽ gặp khó khăn nếu như muốn niêm yết trên sàn chứng khoán ở đất Mỹ? Thực ra về câu chuyện về tiêu chuẩn báo cáo tài chính ở Việt Nam hay ở Mỹ hay là tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế thì đều có những mặt mạnh, mặt yếu riêng và có cái đặc thù phù hợp riêng. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta nói rằng là có rất nhiều những cái sự khác biệt, thì đó có thể là một điểm yếu. Tuy nhiên thì với cái một cái điều kiện hoàn cảnh đối với đặc thù kinh tế của Việt Nam thì hiện nay vẫn khá phù hợp. Và hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang dần có kế hoạch thay đổi dần để đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên cái việc thay đổi này thì cũng cần thời gian và cần rất nhiều thứ khác, chứ không phải là chúng ta cứ áp dụng y nguyên như thế vào là được, bởi vì chúng ta có những đặc thù riêng. Và cái việc thay đổi như thế này thì cần phải một cái thời gian là tương đối dài, chứ không thể nay mai hoặc trong vòng vài năm mà có thể thay đổi được. Và chính vì những cái điều đó là những cái rào cản khá lớn đối với các doanh nghiệp để có thể niêm yết trên thị trường nước ngoài. Nếu như trước đây các doanh nghiệp mà ở Việt Nam mà muốn niêm yết nước ngoài thì rõ ràng họ phải có tối thiểu là hai hệ thống về báo cáo tài chính khác nhau. Điều này gây ra rất nhiều các cái khó khăn cho cái hoạt động trồng quản chéo. Trị, đúng không? Quản trị, điều hành, rồi là kế toán tài chính, vân vân. Chính vì thế chúng ta có thể thấy rằng VinFast thực tế là một công ty có địa chỉ ở Singapore. Hay là Tiki muốn niêm yết trên sàn Mỹ, họ cũng phải lập pháp nhân ở Singapore. Hay là các cái doanh nghiệp khác đến nữa muốn niêm yết ở Mỹ thuận lợi thì thường là họ lại phải sang một đất nước thứ ba. Và cái Singapore chính là một cái lựa chọn gần như tốt nhất để đưa các doanh nghiệp lên niêm yết. Bởi vậy thì nhìn trên cái góc độ này chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam của chúng ta cần phải cố gắng thay đổi một cách nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và tạo ra các cái cơ chế khác ngoài cái tiêu chuẩn về báo cáo tài chính như luật pháp, như vân vân. Thì từ đó mới có thể giúp các cái doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn ở tại đất nước chúng ta mà niêm yết trên đất Mỹ. Thực tế thì như là ông vừa đề cập, VinFast không phải là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên một trong những sàn chứng khoán ở Mỹ. Trước đó thì vào năm 2006 thì công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam Cavico từng niêm yết cửa sau trên bảng PINXIS của thị trường chứng khoán Mỹ thông qua SPAC, sau đó là sàn OTCBB vào năm 2008. Tháng 9 năm 2009 thì Cavico mới chính thức đặt chân lên sàn Nasdaq. Nhưng mà chỉ sau 2 năm thì cổ phiếu Cavo của Cavico bị hủy niêm yết do vi phạm yêu cầu liên quan đến công bố thông tin. Sự thành công của VFS và câu chuyện của Cavo cũng để lại những cái bài học sâu sắc đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên rồi, nhìn thấy cơ hội ở VinFast nhưng chúng ta không thể quên được bài học từ câu chuyện niêm yết của Cavico. Vậy thì về phần mình, các doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể ở đây có thể là doanh nghiệp của bản thân ông chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội, những thách thức hay là những cái nguy cơ gì từ cái việc là niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ ạ? Vâng, rõ ràng chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ là có quy mô vốn hóa lên đến hơn 20.000 tỷ đô la. Và nếu quay lại nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta gọi là mới chỉ có hơn 200 tỷ đô la. Đúng không ạ? Tức là về cơ bản chỉ bằng 1% thị trường chứng khoán Mỹ thôi. Bên cạnh đó thì đất nước Mỹ là một cái đất nước gọi là có GDP lớn nhất thế giới với khoảng độ 25.000 tỷ đô la GDP. Và đây là một cái thị trường gọi là thị trường vốn gọi là khổng lồ, gần như là vô tận đối với các cái doanh nghiệp. Đúng không? Thì nếu mà chúng ta mà biết cách có thể khai thác được cái thị trường này thì rõ ràng sẽ đón nhận được một cái nguồn vốn khổng lồ từ đất nước Mỹ. Tuy nhiên thì cũng không hề dễ. Nguồn vốn đó dồi dào đó nhưng mà cũng có sự cạnh tranh rất lớn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp ở trên thế giới mong muốn đến với đất nước Mỹ để có thể huy động vốn đó. Thì làm sao cái doanh nghiệp của chúng ta nếu muốn huy động vốn thành công thì cần phải nổi bật ở giữa hàng chục ngàn các doanh nghiệp đó.
Và khi nổi bật ở đây thì không những chỉ nổi bật về mặt đánh bóng tên tuổi, nổi bật về mặt PR, mà cần phải nổi bật về mặt hoạt động kinh doanh phải bền vững, từ đó mới có thể thu hút được vốn. Còn nếu không thì chúng ta như những cái siêu penny, tức là rất rất nhỏ ở đó, thì chúng ta cũng không thu hút được chú ý gì, chúng ta cũng không huy động được một đồng vốn nào, trong khi chúng ta mất rất nhiều các cái chi phí để có thể duy trì niêm yết ở đó, cũng như cái việc công bố thông tin rất là phức tạp. Phức tạp ở đây cả về mặt thủ tục họ yêu cầu cao, cả về cái việc là cái hệ thống cũng như ngôn ngữ chúng ta rất khác biệt. Thế thành ra là chúng ta chỉ cần gọi là không chú ý sai một vài lần thì có thể bị cảnh báo, thậm chí là bị hủy niêm yết, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đầy đủ được các cái công bố thông tin vân vân như thế thì rõ ràng chúng ta phải thuê một bên thứ ba nhằm tư vấn cho chúng ta việc này. Thì bên thứ ba thuê ở bên Mỹ chẳng hạn thì cái chi phí của họ rất cao, thì chỉ có các cái tập đoàn rất lớn thì mới có thể gọi là sẵn sàng bỏ ra được một cái phần chi phí như thế. Như trường hợp của Cavico chẳng hạn, nếu mà hiệu quả kinh doanh của họ không cao mà họ lại phải bỏ ra rất nhiều chi phí như thế thì rõ ràng là một cái điều vô cùng phi lý. Chính vì thế cho nên là chỉ sau vài năm niêm yết thì họ đã phải hủy niêm yết để mà trở lại mà không thu được gì, thì từ đó nó lại tác động xấu ngược lại với công ty, tức là thương hiệu lại bị giảm xuống và rất nhiều các thứ khác bị ảnh hưởng nữa. Thế do đó là các cái doanh nghiệp trước khi có ý tưởng muốn niêm yết trên sàn ngoại thì cần phải tìm hiểu rất kỹ về cái mặt lợi và mặt hại như thế nào. Và tôi cũng lưu ý thêm một điều rằng nếu mà các cái doanh nghiệp ở Việt Nam quy mô chưa phải lớn ý, thì tốt nhất chúng ta hãy chú ý vào chính thị trường Việt Nam để huy động vốn. Bởi vì ở thị trường chúng ta huy động vốn thực sự đối với những doanh nghiệp làm ăn bài bản tốt thì cũng không hề khó một chút nào. Và thậm chí là dễ cơ. Trong khi chi phí của chúng ta không mất nhiều và chúng ta không mất quá nhiều các cái tâm huyết vân vân cho cái việc này. Và từ đó có thể dành thời gian tập trung phát triển công ty một cách tốt hơn. Có nghĩa rằng là nếu như để hỏi là những bài học sâu sắc gì đối với doanh nghiệp Việt Nam qua cái câu chuyện của VinFast và Cavico, thì có lẽ đấy là chính là cái bài toán về cân đối tài chính, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn thấy được là liệu cái chi phí chúng ta bỏ ra nó có xứng đáng với những cái thứ mà chúng ta nhận lại trong tương lai hay không. Và bên cạnh đó thì vẫn là câu hỏi về sự phát triển bền vững. Làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển bền vững được trên một cái thị trường khó tính như ở Mỹ cũng là câu chuyện rất là đau đầu chúng ta cần phải cân nhắc. Vậy thì để có thể đưa ra một lời khuyên cho giới đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, sau sự kiện là VFS niêm yết thành công trên sàn Nasdaq nhưng mà sau đấy thì lại tăng giá phi mã trong suốt 2 tuần vừa qua, thì ông sẽ đưa ra lời khuyên gì? Về cơ bản thì những cái câu chuyện ở bên thị trường Mỹ thì nhà đầu tư thì không thể tham gia đầu tư rồi, bởi vì theo các cái quy định ở Việt Nam thì khá là chặt chẽ, rất là khó khăn cho việc nhà đầu tư Việt Nam có thể mở tài khoản để giao dịch các cổ phiếu bên Mỹ. Thế do đó là cổ phiếu VinFast thì cũng nằm ngoài cái tầm với của chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ gọi là trao đổi mổ xẻ với nhau thôi, thì để đánh giá đó, và từ đó thì chúng ta cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm vào trong đầu tư chứng khoán ở Việt Nam chẳng hạn. Thì ví dụ như ở Việt Nam thì cái tập đoàn Vingroup thì hiện nay nhiều người cho rằng là đang nắm hơn 50% của VinFast, có lúc là nắm cái cục tài sản lên đến 100 tỷ đô. Và ngoài ra Vingroup còn nắm rất nhiều các công ty con nổi danh và hoạt động hiệu quả khác như là Vinhome, rồi như là Vincom Retail, tức là cái công ty mặt bằng bán lẻ, thì giá trị tài sản rất lớn. Nhưng mà nhiều người lại hỏi rằng, ô tại sao định giá của Vingroup có 10 tỷ đô, mà trong khi riêng sở hữu VinFast đã 100 tỷ đô, còn chưa kể các cái sở hữu khác nữa, đúng không ạ? Thì tôi cũng gặp rất nhiều các cái câu hỏi là từ VinFast vậy có đầu tư Vingroup hay không? Thì tôi đưa ra rằng là nên đánh giá rằng cái câu chuyện VinFast kia, định giá đó là định giá trên sàn, định giá đó là định giá gọi là biến động theo tâm lý nhà đầu tư, đúng rồi. Chứ không phải là Vingroup có thể bán đi chẳng hạn thu lại 100 tỷ đô. Đúng. Chính vì thế cho nên nhà đầu tư cũng cần phải chú ý đến cái việc là hãy nhìn cái gì thực tế trước mắt. Tức là những cái gì mang đến được cái kết quả kinh doanh cho Vingroup hay là cho các công ty khác một cách thực tế, chứ không phải những gì ghi trên sổ hay những gì gọi là trôi nổi ở trên thị trường kia. Những cái gì biến động hàng ngày, đúng rồi ạ. Thì từ đó thì mới có thể ra được các cái quyết định đầu tư một cách hợp lý. Chứ không nhiều nhà đầu tư như đợt rồi chúng tôi nhận thấy là đã đua trần rất nhiều cổ phiếu chỉ vì những cái tin tức như thế, và cuối cùng đã phải cắt lỗ rất là đau đớn. Đó, thì đấy là cái câu chuyện. Và cuối cùng là nhà đầu tư hãy nhìn vào thực chất của doanh nghiệp, đó là kết quả kinh doanh của họ như sao, và cái việc là triển vọng trong tương lai họ có bền vững chắc chắn hay không.
từ đó mới ra các cái quyết định về đầu tư của mình thì mới có thể mang lại một cái hiệu quả cao và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn là ghi nhận một cái niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của một hãng xe điện mang thương hiệu Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước lên sàn ngoại gọi vốn thì rất được khuyến khích, và như chúng ta thấy rằng là câu chuyện của VFS của VinFast là một câu chuyện rất truyền cảm hứng. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia đã đồng ý lời mời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số bàn tròn lần sau.